Tại trường Đại học Đại Nam, đây đã là năm thứ 8 chương trình Tấm Bánh Nghĩa Tình được tổ chức. Hàng ngàn chiếc bánh chưng được các bạn trẻ tự tay gói và canh nấu để dành tặng những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, người già, người vô gia cư tại 20 cơ sở tiếp nhận trên cả nước. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng nữa, chỉ có con người tuyệt vọng về hoàn cảnh thôi. Cái công sức, những cống hiến của bọn em trong ngày hôm nay thì đều sẽ mang lại một cái niềm vui hoặc là một cái sự hạnh phúc nào đấy đến với những người khác. Mỗi một năm tổ chức thì năm sau lại quyên góp được nhiều hơn. Và sinh viên thì cảm thấy rất là hào hứng, tiết kiệm từng đồng tiền ăn sáng của mình để ủng hộ cho nhà trường làm cái hoạt động thiện nguyện như thế này. Thì tất nhiên là ý nghĩa thì rất là lớn. Nhưng đối với mỗi cá nhân như bản thân tôi thì năm nào đi thì cũng cảm thấy là mình cần phải làm nhiều hơn nữa những cái hoạt động như thế này. Khoa Nhi Bệnh viện Ca Tân Triều là điểm đến đầu tiên của hành trình những tấm bánh nghĩa tình hay các chương trình thiện nguyện như cánh én vùng cao đang góp phần làm nên một cái Tết ấm áp hơn cho các em nhỏ và những người có hoàn cảnh khó khăn khi không khí Tết cổ truyền đang cận kề. Ấm áp không chỉ bởi những món quà để trao tặng mà hơn cả đó là hơi ấm từ tình thương và lòng nhiệt huyết rất đáng quý của những người trẻ hôm nay.